Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 5 tháng 10 Tân Sửu, tại chùa Hương Sơn, xã Quế Phú, Ban trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và ra mắt nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Quang Lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện. Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Phó Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện. Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thư ký Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện, cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư Tăng Ni, Phật tử, đại diện các ban hộ tự, ban hộ trì Tam Bảo, các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Quế Sơn tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Thắng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, ông Lý Xuân Phong, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ huyện, Thượng tá Trương Đức Thọ, Phó trưởng công an huyện. Sau phần nghi thức, Đại đức Thích Đồng An, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn đã phát biểu khai mạc. Trong báo cáo tổng kết tại hội nghị, Sư cô Thích Nữ Huệ Pháp, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện đã tóm lược các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Phật giáo huyện Quế Sơn có 22 ngôi chùa, tổng số 57 tăng ni và điệu chúng. Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của các ban chuyên môn trực thuộc như Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Nghi lễ được thành tựu tốt đẹp, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội đạt hơn 9,6 tỷ đồng. Về phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021-2026, Ban trị sự Phật giáo huyện sẽ tập trung thực hiện chủ trương và định hướng hoạt động của giáo hội, duy trì tinh thần đoàn kết và hòa hợp nội bộ Ban trị sự và Chư Tăng Ni toàn huyện thông qua sinh hoạt Bố Tát tập trung định kỳ và mỗi nửa tháng âm lịch, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và mối quan hệ với chính quyền, Ủy ban Mặt trận huyện và xã trong các mặt công tác, kiện toàn công tác nhân sự và phát huy tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể thành viên Ban trị sự. Để ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự Phật giáo huyện Quế Sơn, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao tặng nhiều bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, góp phần phát triển Phật giáo huyện Quế Sơn trong nhiệm kỳ qua. Sau khi Ban trị sự nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm, Hòa thượng Thích Phước Minh đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Sơn nhiệm kỳ mới 2021-2026 có 23 thành viên do Đại đức Thích Đồng An tiếp tục làm trưởng ban, Đại đức Thích Đồng Mãn làm phó trưởng ban kiêm trưởng ban tăng sự, Đại đức Thích Bảo Tuyền, Sư cô Thích Nữ Huệ Pháp đồng làm phó trưởng ban, Đại đức Thích Thông Độ làm chánh thư ký. Tân ban trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, nhiều lãng hoa và quà của Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an huyện Quế Sơn và các cơ sở chùa, quý Phật tử gửi chúc mừng. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Quế Sơn chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời gian qua. Đối với toàn xã hội nói chung, đồng bào Phật giáo nói riêng đã bị ảnh hưởng không ít bởi đại dịch Covid-19. Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện, tán dương công đức của các vị trong ban trị sự nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự đã đề ra. Đồng thời, có lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo chính quyền đã giúp đỡ cho giáo hội phát triển. Hòa thượng nhấn mạnh: Giáo hội xin tán thán công đức của ban trị sự, của tăng ni, của Phật tử huyện Quế Sơn đã nhiệt tình, nhiệt tâm phụng sự đạo pháp, góp phần công sức của mình vào ngôi nhà chung xây dựng giáo hội được thịnh vượng. Nhất là trong nhiệm kỳ qua và gần nhất là những năm 2020-2021, sự đóng góp to lớn của tăng ni, của Phật tử để dịch bệnh phong tỏa đủ thứ, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua và làm rất nhiều công tác Phật sự như là từ thiện xã hội để đóng góp vào xã hội, là thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đóng góp công sức xây dựng đất nước. Hòa thượng Thích Phước Minh cũng hy vọng với tinh thần sức trẻ nhiệt huyết của tân ban trị sự nhiệm kỳ mới có thể hoàn thành tốt chương trình nghị sự mà hội nghị lần này đã đề ra.
Hội nghị kết thúc viên mãn sau khi thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua nghị quyết của hội nghị trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao.